20 trẻ mầm non ăn nhầm thuốc diệt chuột phải nhập viện. Trách nhiệm thuộc về ai đây? Đối với đa số các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, chính sách bảo vệ trẻ em là một trong ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của trẻ em. Vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học là một vấn đề quan trọng với mục đích nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, tình hình an toàn thực phẩm trong các trường ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc thực phẩm và điều kiện bảo quản nó. Tờ báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam vào ngày 5 tháng 11 đưa tin 20 trẻ em mầm non phải vào viện do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bản tin cho biết sáng ngày 5 tháng 11, tại trường mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ việc tại lớp mầm non 25-36 tháng tuổi, 20 học sinh có thể đã ăn nhầm thuốc diệt chuột. Ngay lập tức, nhà trường và nhân viên trạm y tế xã đã nhanh chóng đưa các em xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để theo dõi điều trị. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, 2 trên tổng số 20 em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi đã ăn phải thuốc diệt chuột. Các em khác còn lại vẫn bình thường và vẫn được các y bác sĩ theo dõi tiếp. Về phần nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên, theo báo Tuổi Trẻ, đại diện lãnh đạo xã Giang Ma, huyện Tam Đường cho biết, số thuốc diệt chuột trên do một cô giáo của trường mua. Theo đó, chiều ngày hôm trước, cô giáo này đã bóc để sử dụng diệt chuột tại kho của nhà trường. Nhà kho này có cửa thông với lớp trẻ mầm non nói trên. Nhưng sau khi sử dụng xong, giáo viên trên đã quên không thông báo cho các giáo viên, nên đã dẫn tới sự việc vừa kể trên. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay có mối quan tâm và lo lắng với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là tình trạng ngộ độc thực phẩm ở các trường học đang có xu hướng gia tăng. Các vụ ngộ độc xảy ra liên tiếp ở nhiều thành phố, Nha Trang gần đây cho thấy tình trạng an toàn thực phẩm đang ở mức báo động. Theo báo cáo của Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 250-500 vụ ngộ độc thực phẩm, với số nạn nhân khoảng 7.000-10.000 người, trong đó có khoảng 100-200 ca tử vong. Việc có tới 20 trẻ em mầm non phải nhập viện do nghi ngờ ăn phải thuốc diệt chuột được đánh giá là một sự cố rất nghiêm trọng. Công luận hết sức lo ngại, đặc biệt là về sự tác trách của các giáo viên. Điều này đã cho thấy có nhiều vấn đề trong các trường học cần phải được quan tâm giải quyết, đồng thời đặt ra câu hỏi chính quyền cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh. Sự việc này là lời cảnh báo lớn cho các cơ sở giáo dục mầm non về tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe của trẻ em hiện nay, đồng thời đòi hỏi cần một sự cải thiện về quy trình quản lý nhà nước và nhận thức của người dân. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho xã hội nói chung và trong trường học nói riêng là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó, vai trò và trách nhiệm không nhỏ của Bộ Y tế. Đây là cơ quan quản lý của nhà nước chịu trách nhiệm về định hướng, chỉ đạo, triển khai. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn tác động lớn đến sự phát triển về kinh tế và xã hội. Để chấm dứt tình trạng thực phẩm không an toàn tràn lan trên thị trường, công luận yêu cầu nhà nước cần siết chặt luật pháp và xử lý nghiêm khắc. Luật pháp cần quy định rõ mức phạt đủ mạnh với hành vi vi phạm, kể cả việc tịch thu phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 20 trẻ em mầm non ăn nhầm thuốc diệt chuột phải nhập viện. Trách nhiệm thuộc về ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại quản không được thì cấm. Nhà nước Việt Nam trên danh nghĩa luôn chủ trương tôn trọng quyền tự do hội nhập. Hội họp là một phần của các nguyên tắc nhân quyền cơ bản. Theo hiến pháp cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tự do hội họp cho phép cá nhân hoặc nhóm người có thể tụ họp công khai hoặc riêng tư. Để chia sẻ ý kiến, thảo luận các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế mà không gặp cản trở vô lý từ phía nhà nước, đây là một quyền quan trọng, đảm bảo mọi người có thể thực hiện các hoạt động hợp pháp trong một xã hội dân chủ và thúc đẩy sự phát triển của nó. Vào ngày 4 tháng 11, Đài FA tiếng Việt đưa tin,
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã câu lưu gần 20 người là cựu tù chính trị cũng như thân nhân của các tù nhân lương tâm đang bị chính quyền giam giữ. Trong đó có hai cựu tù nhân lương tâm là Đỗ Thế Hóa và Hồ Đình Cương mới ra tù vào hồi năm 2023. Bản tin cho biết một nhóm bạn bè khoảng 20 người gồm thân nhân của tù chính trị và những cựu tù chính trị đã tổ chức gặp mặt nhau nhân dịp một việc Kiều Úc về thăm Việt Nam vào ngày 1 tháng 11. Cuộc họp mặt này bị cơ quan an ninh công an Thành phố Hồ Chí Minh gây khó dễ với lý do nhận được tin báo từ quần chúng nghi ngờ có bom trong nhà hàng nên cần phải điều tra. Một số nhân chứng cho biết sau khi tàn tiệc liên hoan vào lúc 22 giờ khi ra về từ một nhà hàng ở quận 12 Sài Gòn, nhóm thực khách đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn đường với lý do kiểm tra nồng độ cồn. Ngay sau đó lực lượng công vụ đã buộc mọi người lên xe về đồn công an để kiểm tra việc sử dụng chất cấm. Nhưng khi về đồn rồi thì họ cũng không kiểm tra mà đưa mọi người về trụ sở công an phường khác nhau trong quận 12 để thẩm vấn. Tại đó, cơ quan an ninh tiến hành lục soát tư trang và buộc phải giao nộp điện thoại cung cấp mật khẩu để công an xem tin nhắn trên mạng xã hội Facebook và các ứng dụng khác. Các nhân viên an ninh thành phố đã tiến hành tra hỏi về mục đích của buổi gặp mặt, nội dung cũng như các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, buộc tất cả mọi người phải viết cam kết không được tiết lộ nội dung buổi làm việc, cũng như không được chia sẻ thông tin chống phá Đảng, Nhà nước lên mạng xã hội. Được biết, phải đến 4-5 giờ sáng ngày hôm sau, mùng 2 tháng 11, buổi làm việc mới kết thúc và một số người mới được an ninh thành phố trả tự do. Còn lại hai người trong đó có một việc kiểu Úc bị câu lưu gần 24 tiếng mới được trở về. Trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến phản đối rằng vụ việc kể trên cho thấy cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tùy tiện giữ người vô cớ là các hành vi trái pháp luật. Theo chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn ổn định chính trị, nhà nước Việt Nam yêu cầu cần phải xử lý trên các nguyên tắc của pháp luật đã quy định. Điều đó sẽ đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chủ trương tôn trọng quyền tự do hội họp là một phần của các nguyên tắc nhân quyền cơ bản được quốc tế và nhiều quốc gia công nhận. Quyền tự do hội họp cho phép cá nhân và nhóm người có thể tụ họp công khai hoặc riêng tư để chia sẻ ý kiến, thảo luận các vấn đề về xã hội, chính trị, kinh tế mà không gặp cản trở vô lý từ phía nhà nước hoặc các lực lượng chức năng. Đây là một quyền quan trọng đảm bảo mọi người có thể thực hiện các hoạt động hợp pháp trong một xã hội dân chủ và thúc đẩy sự phát triển xã hội trong khuôn khổ quy định của hiến pháp và pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại quản không được thì cấm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de